Và thế là hành trình chung kết thế giới của chúng ta đã đi được gần một nửa chặng đường, và những đại diện bước tiếp vào vòng loại trực tiếp đang dần lộ diện. Nếu bảng A đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra thay đổi toàn bộ cục diện, thì bảng B cũng có một bất ngờ nho nhỏ khi Edward Gaming thất bại hai ván liên tiếp trước T1 và 100 Thief, và đành ngậm ngùi nhường ngôi vị đầu bảng cho đại diện Hàn Quốc. Vậy liệu bảng C có bất kỳ điều kỳ diệu này xảy ra không? RNG sẽ ngã ngựa chung với EDG và Epic cho vui, hay là Hanwha sẽ là đội Hàn Quốc đầu tiên không qua được vòng bảng? Hãy cùng cà phê Liên Minh nhìn qua loạt trận lượt về của bảng C chung kết thế giới 2021 nhé. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của cà phê Liên Minh, vui lòng để lại cho bọn mình một subscribe. Còn nếu bạn đã là khán giả trung thành thì nhớ like và để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trận 1, PSG Talon đối đầu với Hanwha Esports tranh giành quyền đi tiếp. Đây chắc chắn là trận đấu mà đại diện của cả hai bên đều sẽ tung hết toàn bộ khả năng của mình, vì họ đang là hai ứng cử viên lớn nhất cho vị trí nhì bảng. Sau khi để thua PSG Talon tại lượt đi, chắc chắn Hanwha đang rất mong chờ màn báo thù tại trận đấu này. Chovy và đồng đội sẽ cần toàn bộ sức lực của mình nếu muốn đả bại PSG Talon tại trận tái đấu, vì tất cả các vị trí của đại diện từ PCS đang đánh rất bay và thi đấu cực kỳ tốt. Vị trí của Wheeler và Morgan có lẽ vẫn là những người cần phải cải thiện nhiều nhất trước lượt về, vì họ đã là mục tiêu bị khai thác triệt để dẫn đến việc Hanwha Esports thua cuộc trước PSG Talon. Màn trình diễn rất đáng thất vọng ở ngày 2 không nên tái hiện lại nếu Hanwha Esports muốn giành điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh top 8. HLE cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng cho các lượt cấm chọn, hạn chế để Maple, người đang có phong độ cao nhất của bên phía của PSG, có được những quân bài thuận tay trong meta hiện tại. Bên cạnh đó, Chovy và Dev cũng cần phải cố gắng thi đấu thật tốt để có thể gánh đội khi cần. Dù gì thì sức mạnh của Hanwha Esports cũng tập trung vào hai người là chính mà. Còn với PSG, miễn là họ giữ vững được phong độ như lượt đi, việc giành chiến thắng đối với họ là điều không hề khó. Hình bóng của AQ Esports hay là Flashwork ngày nào đang dần thể hiện trong PSG Talon, và đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ chứng minh rằng sức mạnh hủy diệt của mình tại giải quốc nội là có cơ sở. Trận 2, RNG đối đầu với Fnatic khi Fnatic không còn gì để mất. Trải qua lượt đi tệ hại với kết quả là 0-3 sau khi mất xạ thủ chính Upset, Fnatic đang đứng trước nguy cơ trở thành đội 0-6 tiếp theo sau DFM tại chung kết thế giới năm nay. Sức mạnh của đội tuyển áo đen cam giảm sút nghiêm trọng khi mất đi một thành viên cốt cán, và đó là điều dễ hiểu. Và nếu muốn nuôi giấc mộng cạnh tranh xuất vào vòng loại trực tiếp, Fnatic cần nghị lực và sức mạnh phi thường để vượt qua Rival Never Give Up. Đội tuyển đang ngạo nghễ ngự trị tại vị trí nhất bảng. Với tinh thần không còn gì để mất, Fnatic nên tung toàn bộ khả năng của tất cả các thành viên để hy vọng vào kết quả tốt nhất có thể. Chiến thắng trước RNG sẽ là bước tạo đà hoàn hảo cho hành trình lội ngược dòng của họ nếu nó có thể xảy ra. Còn với RNG, vị trí nhất bảng của họ chưa hẳn đã là chắc chắn, và đại diện tới từ Trung Quốc sẽ không muốn rơi xuống vị trí thứ hai và đối đầu với nguy cơ gặp phải DK ngay tại vòng tứ kết. Với một đối thủ đang khá rệu rã như hạt giống số 2 châu Âu hiện tại, việc có điểm là điều họ cần phải làm nếu muốn giãn cách khoảng cách với đội thứ hai hiện tại là PSG Talon. Miễn là Gala và Xiaohu đánh đúng điểm rơi phong độ như cách họ thi đấu tại lượt đi, cơ hội chiến thắng cho Fnatic là rất nhỏ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào đại diện châu Âu sau cơn địa chấn đã xảy ra tại bảng A, vì không gì là không thể xảy ra cả. Trận 3, PSG và RNG cạnh tranh vì từng điểm số. PSG Talon và Rival Never Give Up, hai cái tên đang được đánh giá cao nhất tại bảng C hiện tại khi nói đến cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Trận đấu lượt đi giữa họ cũng là một trận đấu rất căng thẳng khi tưởng chừng như RNG đã quăng game đủ mạnh cho PSG có cơ hội lật ngược thế trận. Nhưng ngay sau đó, đại diện Trung Quốc tỉnh cơn mê và chiến thắng pha giao tranh then chốt cuối trận để bảo toàn một trận thắng cho mình. Trong lần gặp lại này, PSG sẽ cần Hanabi và River thi đấu an toàn hơn và gọn gàng hơn, tránh bị tập trung và để rơi lợi thế vào tay đối thủ quá sâu. Còn với Maple, anh nên được lựa chọn những con tướng dễ dàng gánh đội vào giai đoạn giữa và cuối trận hơn, cũng như ít bị thả diều, vì chúng ta đã có thể nhìn thấy điều xảy ra với Tsunamiya của Maple trong trận đấu lượt đi. Bước vào trận đấu với tâm thế của những người chiến thắng, RNG cần thể hiện tốt và không có những pha quăng game nếu không muốn nhận một trái đắng trước đại diện Đài Loan. Với PSG, đây là cơ hội phục thù, vừa là điểm số quan trọng và họ cần phải giật lấy nếu không muốn tự làm khó mình trong việc tiếp tục tiến sâu hơn tại giải năm nay. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu quan trọng tới cục diện bảng đấu, nên cả hai đối thủ sẽ đều tung hết sức mình và có được kết quả tốt nhất có thể. Dự đoán thì RNG có thể sẽ là đội tiếp tục giành chiến thắng. Trận 4, Fnatic đụng độ với Hanwha Esports khi sự ổn định cần lên tiếng. Cả hai cái tên trong trận đấu này đều rất cần điểm số, vậy nên chúng ta sẽ được chứng kiến thứ liên minh hoàn thoại tốt nhất mà hai đội có thể thể hiện. Nếu Fnatic cần ít nhất một điểm để có thể không ra về tay trắng hoặc nuôi hy vọng đi tiếp,
thì Hanwha Esports thực sự phải chiến thắng để có thể thu hẹp khoảng cách với PSG Talong. Vị trí của Niskill sẽ cực kỳ cần phải lưu tâm vì với Fnatic anh chính là hy vọng chiến thắng của cả đội khi không có upset trong đội hình. Còn Hanwha Esports sẽ cần tiếp tục khai thác triệt để đường giữa của Fnatic nếu muốn có kết quả có lợi cho đội tuyển của mình. Khóa chặt đường Niskill đồng nghĩa với việc sức mạnh của Chovy dễ dàng được bung lụa để kiểm soát hai cánh của đại diện châu Âu và từ đó làm chủ trận đấu. Với đội hình chắp vá và non kinh nghiệm khi Adam và Bin chưa có bất kỳ một lần bước chân vào giải đấu lớn nhất hành tinh trước đó, cũng như bể tướng hẹp hòi của họ, sẽ rất khó khăn cho Fnatic nếu họ muốn có điểm số trước Hanwha Esports. HLE nên chắc chiêu từng cơ hội giành điểm của mình và đừng để Fnatic khai thác quá nhiều vào vị trí đi rừng cũng như đường trên. Nếu làm được điều đó, việc có điểm trước đại diện châu Âu là một điều không hề khó cho Chovy cùng đồng đội. Trận 5, Angie đối đầu với Hanwha Esports, cơ hội để người Hàn phục thù. Ngay sau trận đấu có phần đơn giản trước Fnatic thì đoàn quân dưới trướng Kesman và Sudan sẽ phải đối đầu với kẻ mạnh nhất bảng, đồng thời là đối trọng nặng ký của khu vực LCK là Angie. Trận đấu lượt đi giữa họ là một cuộc giằng co đầy căng thẳng khi cả hai đội đều có những quãng thời gian vượt lên trên đối phương, và phải đến khi toàn bộ Hanwha Esports bị hủy diệt sau pha ăn Baron tai hại, Angie mới có cơ hội chấm dứt trận đấu. Bước vào trận đấu này, Hanwha Esports hoàn toàn có khả năng tắt điện mạch thắng của Angie nếu họ thi đấu dứt khoát hơn và kết thúc trận đấu khi lợi thế vẫn còn đủ lớn cho họ. Kết cục không mấy hay ho khi Chovy cùng đồng đội để cho Angie kéo dài trận đấu tới khi Lucian của Xiaohu cũng như là Zeke của Gala có đủ đồ là bài học đắt giá dành cho đại diện Hàn Quốc trước trận tái đấu này. Còn với Angie, họ cũng cần phải nhập cuộc thật thận trọng và để ý tới vị trí của Dev, khi anh chính là người đã làm khó họ trong trận đấu trước, khống chế được hai chủ lực Chovy và Dev thành công, và cơ hội giành chiến thắng cho Angie sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, dự đoán của cà phê Liên Minh là biết đâu đấy Angie sẽ ngã ngựa trong trận thi đấu này. Fnatic đối đầu với PSG Talong liệu có bất ngờ xảy ra? Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu thứ 6 là trận đấu giữa Fnatic và PSG Talong. Sau màn thể hiện của cả hai đội tuyển trong lượt đi, không khó để nhận ra rằng đại diện đến từ PCS Đài Loan đang có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Mặc dù trong trận lượt đi, Fnatic đã làm khó Maple cùng đồng đội rất nhiều. Và tưởng chừng như cơ hội lật kèo cho đại diện châu Âu đã rất gần, nhưng sự khó chịu của một quân bài Silas trong tay của Maple là quá khó để cho phép Fnatic có ít nhất cho mình một điểm sau vòng bảng. Thi đấu sòng phẳng với đối thủ trong trận đấu lượt đi, fan hâm mộ của Fnatic có quyền tin vào một kết quả có lợi trong trận đấu này. Bin cần phải thi đấu tập trung và thể hiện hết mình khi gánh trọng trách do upset để lại. Và biết đâu đấy, sức trẻ có thể vượt lên nghịch cảnh và Fnatic sẽ có được điểm số mà họ cần. Những điều điên rồ nhất đã xảy ra tại bảng A và bảng B, và nó hoàn toàn có thể xảy ra một lần nữa ở bảng C này nếu Fnatic tìm lại phong độ của mình cùng với xạ thủ dự bị nhỏ tuổi này. Và đó là tất cả những suy nghĩ của chúng mình về ngày thi đấu lượt về tại bảng C chung kết thế giới 2021. Các bạn có cùng ý kiến với chúng mình không? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới nhé. Đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nếu các bạn muốn có thêm những video về dịp chung kết thế giới này. Còn bây giờ thì Cà Phê Liên Minh chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.